Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 5, sau đây sẽ là một số nội dung đáng chú ý. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ký quyết định phân bổ 8.000 liều vaccine AstraZeneca chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm vét mũi 3, mũi 4 theo quy định của Bộ Y tế. Cà Mau đang tăng cường truyền thông phòng bệnh, khuyến cáo người dân cần nghiêm túc thực hiện thông điệp 2K của Bộ Y tế như là khẩu trang, khử khuẩn và các thông điệp liên quan để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ dài ngày hiện nay. Tăng cường công tác phòng chống dịch trước, trong và sau dịp nghỉ lễ, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quán triệt, triển khai hiệu quả nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật, đánh giá cấp độ dịch của Chính phủ và Bộ Y tế về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Tại Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đề ra mục tiêu phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở, mục tiêu không để dịch bệnh bùng phát trở lại, nhất là trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn gửi các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh ra soát, đánh giá và khẩn trương triển khai kế hoạch giải pháp thu dung điều trị người bệnh COVID-19 của đơn vị theo nguyên tắc 4 tại chỗ, bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh khi có chỉ định nhập viện, dự trù thuốc, trang thiết bị vật tư y tế phù hợp với phương án thu dung điều trị người bệnh, tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức cho người dân. Khuyến cáo của chúng tôi thì cái thứ nhất, người dân bây giờ ra đường là phải là 2K trước tiên, là phải khẩu trang và khử khuẩn. Bên cạnh đó thì chúng ta phải có vaccine, rồi có tất cả những cái thông tin truyền thông khác, và chúng ta phải đảm bảo, đặc biệt là những bệnh nhân nào, những cá nhân nào mà chưa tiêm đủ liều vaccine thì nên đi tiêm đủ liều vaccine, hoặc đã đủ liều thì nếu có chương trình tiêm nhắc lại thì chúng ta phải tham gia để đảm bảo cái đó. Cái mà quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải thực hiện cái 2K. Trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình đã có kế hoạch du lịch tham quan tại các điểm vui chơi giải trí đông người. Theo khuyến cáo, sau khi kết thúc chuyến du lịch, mọi người nên hạn chế tiếp xúc với người thân có bệnh nền trong vòng 24 giờ, sau đó làm lại test nhanh để đảm bảo mình không bị nhiễm bệnh và cũng hạn chế nguy cơ không lây nhiễm cho người khác. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không chủ quan lơ là, cần tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo của chính quyền, cơ quan y tế địa phương trong việc phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, khử khuẩn để phòng dịch COVID-19. Năm 2023, phấn đấu mỗi sàn thương mại điện tử như makeincamau.com, bossmart.vn, voso.vn có ít nhất 150 thương nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham gia. Đây là một trong những mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển thương mại điện tử của ngành thông tin và truyền thông năm 2023, vừa được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành. Theo kế hoạch phát triển thương mại điện tử của ngành thông tin và truyền thông năm 2023, tất cả sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao của tỉnh được đưa lên sàn thương mại điện tử. Tất cả doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Mục tiêu kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, doanh nghiệp, người dân về vai trò, lợi ích và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh và đời sống. Mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa tỉnh Cà Mau thông qua ứng dụng thương mại điện tử, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch, hỗ trợ đẩy nhanh chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực và lợi thế cạnh tranh. Xã Nguyễn Phích, huyện U Minh nổi tiếng với các nghề truyền thống như đan đác, làm thớt mù u. Đây cũng là hai sản phẩm được địa phương tập trung nâng cao chất lượng, mẫu mã, hướng đến đạt chuẩn OCOP 3 sao trong năm 2023. Từ những nguyên liệu giản đơn như tre, nứa, những người thợ tài khoa ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh đã làm ra nhiều sản phẩm độc đáo như khay, dĩa, trổ, ghế, bình khoa, đèn ngủ, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận. Từ những phản hồi tích cực của người tiêu dùng, những người thợ đan đác tại vùng quê này đang kỳ vọng sản phẩm sẽ sớm được công nhận đạt chất lượng OCOP, góp phần nâng cao đời sống và giữ gìn nghề truyền thống. Thì nghề đan đác thì truyền thống của mình, ông cha hồi đó giờ mà mình giờ không phát triển nữa thì càng ngày nó càng phai mờ đi đó, mất tiêu cái nghề truyền thống này. Mình mong muốn đưa vào OCOP để mình quảng bá được cái sản phẩm mình được rộng rãi hơn.
để cho bà con ở đây người ta làm đó, để mình muốn giữ lại cái nghề truyền thống này cho nó lâu dài vậy đó. Mối thì người ta không có bỏ mình, ba chủ lần người này đếm lần 50, 30, người kia đếm 50, 30. Ngoài các sản phẩm mỹ nghệ từ tre nứa, xã Nguyễn Phích còn nổi tiếng với nghề làm thớt mù u của hợp tác xã Anh Đào. Theo đó, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, từ năm 2020, hợp tác xã Anh Đào sản xuất thớt với đủ kích cỡ và kiểu dáng, tham gia nhiều hội chợ trong và ngoài tỉnh, được khách hàng ưa chuộng. Với việc đa dạng sản phẩm, cơ sở giải quyết việc làm cho gần 30 lao động với mức lương 4-5 triệu đồng một người một tháng. Các sản phẩm mỹ nghệ làm từ tre nứa và thớt mù u là hai sản phẩm được Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Phích phấn đấu đạt chuẩn OCOP vào cuối năm nay. Đối với địa phương thì sẽ tiếp tục rà soát từng cái sản phẩm trên địa bàn, rồi có cái đề nghị để đăng ký để được thẩm định và công nhận các cái sản phẩm OCOP trong người dân. Ngoài cái sản phẩm về đan đác ra đó, thì hiện nay thì đối với bà con của hợp tác xã Anh Đào cũng đăng ký cái sản phẩm là thớt mù u, cũng đăng ký để thẩm định. Sau 3 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, Cà Mau đã có 122 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao và 6 sản phẩm đạt 4 sao. Phần lớn sản phẩm OCOP đến từ các làng nghề truyền thống tại các địa phương trong tỉnh. Chương trình OCOP đã đang và sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để các làng nghề đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Thưa quý vị, tận dụng bãi triều gian biển có độ mặn phù hợp, các hộ dân xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển phát triển nghề nuôi nghêu nhằm tạo thu nhập ổn định, nâng cao giá trị kinh tế và mở ra hướng đi mới cho du lịch. Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã nghêu Đất Mũi thu hoạch được 5,7 tấn nghêu thương phẩm, doanh thu đạt 182 triệu đồng. Trung bình mỗi năm hợp tác xã thu hoạch trên 400 tấn nghêu được tiêu thụ ở các tỉnh miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Các hộ dân còn tận dụng bãi nuôi nghêu để phát triển du lịch nhằm đa dạng sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn cho du khách đến tham quan trải nghiệm, tạo sinh kế cho người dân vùng cực Nam Tổ quốc. Cùng với các tuyến xuyên rừng, bãi nghêu là một trong những điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế khi đặt chân đến Đất Mũi, nhất là vào dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lượng khách đặt tour tham quan bãi nghêu đã tăng hơn trước, hứa hẹn sẽ tạo ra bước đột phá cho ngành du lịch của địa phương. Thưa quý vị, mặc dù trên địa bàn có nhà máy xử lý rác nhưng lượng rác thải ra hàng ngày lớn, trong khi nhiều khóm vẫn chưa có xe thu gom, nên đến nay xử lý rác thải sinh hoạt vẫn là bài toán khó đối với phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau. Đây là tuyến đường dẫn vào nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau. Rác thải dương dãi hai bên đường, bốc mùi hôi thối đến nỗi những hộ dân sống cách đó 500m cũng phải khó chịu. Cái mùi hôi là cô thấy đi có khi xả ăn xiên mà còn nghe nó chứ đừng nói. Nó đàn gió gì nè. Gió ở đây thì mình hưởng hờ hử, còn gió đàn đây thì bên trong đó hử. Cô thấy dữ trời lắm. Mong muốn là cho có chỗ nào ta cho bãi rác dời đi đi chứ, tại vì mình lên phường rồi. Là trong thành phố rồi mà mình rác để vậy là nó thiệt cô thấy. Là có khi người lạ là ở đây là ta đâu có dám ở đâu. Nó hôi dữ lắm. Rồi bây giờ cũng gãi gán chịu chứ sao. Theo nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến quốc lộ 63, ngoài mùi hôi thối bốc ra từ những bãi rác vô chủ này, thì hàng năm khi mùa mưa đến, mùi hôi từ nhà máy xử lý rác cũng là nỗi ám ảnh với họ. Điều đáng nói là cách nhà máy rác không xa là trường tiểu học Tân Xuyên, với gần 200 học sinh đang học tập. Mùi hôi từ nhà máy xử lý rác ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Về lâu dài khó tránh khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe của cả thầy và trò tại ngôi trường này. Bắt đầu mùa mưa thì gió nó nhiều đó, thì nó đã ảnh hưởng tới đem đến cái mùi hôi vô đến nhà trường rất là nhiều, cũng ảnh hưởng tới học sinh. Thì học sinh nó cũng là phàn nàn, rồi là giáo viên ở trường cũng có những cái phàn nàn đến cái về môi trường là về cái mùi hôi đó. Thì đối với nhà trường thì cũng gần cái khu bãi rác thì có những mùi thôi đó, thì rất mong các cấp chính quyền rồi bắt ban ngành đó là mình tạo điều kiện cho cái xử lý cái mùi hôi thối đó để cho khỏi ảnh hưởng tới người dân cũng như là giáo viên cũng như học sinh trong trường. Rác xuất hiện khắp nơi, không chỉ trên cạn mà ngay cả dòng sông cũng có rác. Đây là tuyến sông Kinh Mới giáp phường 9 và phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau.
Dọc theo hai bên bờ sông là hàng khối rác nằm lộ thiên, nửa trên bờ, nửa dưới sông. Dân là cứ từ ở trong hẻm luôn người ta đem ra là bọc vậy đó, người ta dục toàn là dưới sông này hết. Cái gì vậy đó, bọc bị rồi bất cứ cái vật dụng gì cũng dục dưới sông hết, người xuồng ghe người ta đi ngang người ta vẫn chặt vẫn chết máy, hoặc người nước dưới sông nó cũng vẫn bị ô nhiễm bị đen đó. Cái mùi hạn mùi nước á thì mưa xuống á thì không có phất mùi, nhưng mà một cái mùa hạn nước khô là nó vẫn phất mùi là gió lại lên là phất mùi vô nhà. Theo Ủy ban Nhân dân phường Tân Xuyên, tình trạng trên đã xảy ra từ nhiều năm nay và ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là ở các khóm gần kênh rạch. Riêng đối với mùi hôi từ nhà máy xử lý rác cũng đã tồn tại hơn chục năm nay mà chưa có hướng xử lý triệt để. Cũng còn một số hộ dân chưa có ý thức cao trong việc xử lý rác, cũng như là đốt rác hoặc là để rác đúng nơi quy định. Thì một số hộ dân cũng còn vứt rác xuống sông, thì đó cũng là một cái khó của đơn vị. Cái thứ hai nữa thì có mùi hôi của cái khu vực nhà máy xử lý rác thải, đặc biệt là vào mùa mưa thì cái mùi hôi nó bốc lên rất là nặng, cũng ảnh hưởng nhiều đến cái đời sống như sức khỏe của người dân. Cũng có kết hợp với các ngành để kiểm tra và xử lý, tuy nhiên thì đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. Tình trạng rác thải tại phường Tân Xuyên, đặc biệt là mùi hôi gần khu vực nhà máy xử lý rác, nếu không được xử lý dứt điểm, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn để lại ấn tượng không tốt với du khách mỗi khi đi qua khu vực này. Rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác thải nhựa đang là tác nhân hàng đầu gây ô nhiễm môi trường đất, nước và cả ô nhiễm không khí. Người dân sống ở tuyến sông Kinh Mới và gần khu vực nhà máy xử lý rác đang rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của ngành chức năng nhằm giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm hiện nay. Từ ngày 4 tháng 5 năm 2023 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2023, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến năm 2023 trên hệ thống. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký. Các đơn vị đăng ký dự thi hướng dẫn thí sinh khai báo trên phần mềm thông tin để hưởng ưu tiên trong xét tuyển đại học cao đẳng. Khi đăng ký dự thi, thí sinh phải kê khai, bảo đảm chính xác các thông tin về mã tỉnh, thành phố, mã trường phổ thông đúng quy định. Đối với thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023, chỉ được đăng ký dự thi một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh tự do chỉ được đăng ký dự thi các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Sau khi đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống, thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại. Thưa quý vị, được sự quan tâm đầu tư của các ngành chức năng, nhà tập luyện thi đấu thể thao huyện Nam Căn mới hoàn thiện và đưa vào vận hành đã tạo được sự phấn khởi của người dân, nhất là những người đam mê bộ môn cầu lông. Để phát huy công năng của nhà tập luyện và thi đấu này, Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện đã tuyên truyền vận động để người dân đến rèn luyện thể dục thể thao, đồng thời tổ chức các giải thi đấu thu hút đông đảo người dân tham gia. Mới đây nhất, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Căn tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày miền Nam giải phóng thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Tham gia giải có trên 200 vận động viên thi đấu hai môn kéo co và cầu lông. Trước đây tham gia luyện tập hoặc là giải đấu thì cái điều kiện mà sân bãi nó còn rất là hạn chế. Như là lần đầu tiên được tham gia tại cái sân nhà thi đấu của huyện này thì không riêng bản thân tôi mà các anh chị em ở đây đều cảm thấy là rất vui vẻ và rất là thích thú, bởi vì cái sân nó rất là rộng rãi, điều kiện cơ sở vật chất rất là tốt. Ngoài các sân còn các hành lang rộng rãi là cái cơ hội anh chị em có thể ở lại đó, là vừa coi thi đấu vừa cổ vũ mà học hỏi kinh nghiệm. Bản thân rất là thích và mong là sẽ có nhiều dịp để tham gia các giải như thế này nữa. Có sân chơi lành mạnh cho anh em cán bộ đồ chơi trong ngày nghỉ, ngày lễ. Sân thi đấu rộng rãi, thoáng mát. Cảm ơn huyện tạo điều kiện mở
sân cầu lông cho anh em chơi hoạt động thường xuyên, rèn luyện cái sức khỏe thể thao của huyện, nói chung cũng huyện nói chung và cũng xã nói riêng. Từ khi nhà thi đấu được bàn giao và đưa vào sử dụng đến nay được 2 tuần thì các hoạt động của nhà thi đấu chính là tổ chức các cái hoạt động thể thao của địa phương như thu hút các cái người dân vào đây tập luyện thể thao hàng ngày. Thì trong thời gian sắp tới thì theo quy hoạch thì trung tâm văn hóa Long Hiệu sẽ mời gọi các nhà đầu tư vào đây khai thác theo quy hoạch của được phê duyệt, như là đầu tư về sân bóng đá, sân tennis, sân bóng chuyền. Được biết, nhà tập luyện thi đấu thể thao huyện Nam Căn được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, bao gồm các hạng mục săn lấp mặt bằng, xây mới nhà tập luyện thi đấu thể thao đa năng diện tích gần 1.000 m2, sân đường nội bộ, hệ thống thoát nước. Nhà thi đấu đưa vào hoạt động nhằm tạo điều kiện phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao của huyện, đồng thời phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân địa phương. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Cà Mau, từ cuối tháng 4, tháng 5 năm 2023 là thời gian giao mùa. Trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa rào và dông cục bộ. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đều có công văn đề nghị các đơn vị có liên quan và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, dông, lốc sét, kịp thời có phương án ứng phó hiệu quả, thông tin rộng rãi đến tổ chức cá nhân và người dân biết để chủ động phòng tránh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ mới 4 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Đầm Dơi đã xảy ra 8 vụ thiên tai, trong đó có 7 vụ sạt lở đất ven sông và 1 vụ lốc xoáy, ước tổng thiệt hại khoảng 680 triệu đồng. Dù ngành chức năng, chính quyền địa phương đã chủ động từ đầu năm, nhưng diễn biến sạt lở đất ven sông khó lường nên người dân hết sức cẩn trọng và chủ động phòng tránh. Vụ sạt lở đất ven sông nghiêm trọng gần đây được ghi nhận là vào rạng sáng ngày 12 tháng 4 năm 2023 trên tuyến sông Đầm Dơi. Đoạn sạt lở nằm trên phần đất của hộ ông Nguyễn Hữu Gấm thuộc tuyến lộ Lô Tư, kênh chống Mỹ, ấp Nam Chánh, xã Tân Dân, với chiều dài khoảng 90m, chiều rộng khoảng 12m, chiều sâu từ 3 đến 4m. Đoạn sạt lở đất này đã làm hư hỏng hoàn toàn 60m lộ bê tông và thiệt hại một cống sổ vuông tôm của hộ dân, ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Dù trước đó, đoạn lộ sạt lở này không hề có dấu hiệu bất thường nào. Thì 2 giờ sáng là con tôi đi bắt tôm, thì ra đây nó cũng chưa có lở. Như vậy đã đi chẳng là khoảng 20 phút thì nó mới điện về nói tía ơi, cái lộ trước mình lỡ hết. Thì tôi điện về, tôi ra tôi coi đồng hồ là 2:20, thì lúc chắc nó lỡ, nó sụp đâu lúc 2:10. Thì tới 3 giờ tôi đi chạy tới lui 3 giờ tôi điện cho ông trưởng ấp, thì ông xuống ông khảo sát, ông coi cái tiết lộ xong xuôi đàng hoàng thì hừng đông thôi. Khoảng 6 giờ thì cấm chung quy động bà con một khúc này. Vận động đống cây hạ bắt cầu ngang bên đường cống nè. Thì coi như là trong tới 7:30 là coi đường thông thương đi bộ, người học sinh nào đi tới lui được hoàn thành. Đoạn sạt lở này gây tắc nghẽn giao thông không đi lại được, nên ngay khi nhận tin báo, Ủy ban nhân dân xã Tân Dân đã nhanh chóng khắc phục, đưa cơ giới để hỗ trợ làm lộ bê tông tạm cho người dân đi lại thông thường. Thời gian qua thì Ủy ban xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cái việc là sạt lở đất ven sông, đặc biệt là theo tuyến sông Đầm Dơi thì những cái hộ là chúng ta có nhà cặp mé sông thì vận động hộ là chúng ta sẽ dời phía trong để tránh tình trạng sạt lở, để là có khi sạt lở xảy ra thì là sẽ ảnh hưởng tới nhà, tài sản và con người. Thì thời gian qua thì đối với xã thì công tác tuyên truyền vận động thì người dân cũng đồng tình hưởng ứng và là thực hiện cũng khá tốt trong cái việc là di dời từ mé nguy cơ sạt lở vào mé trong. Gần đây nhất vào lúc 1 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2023, trên địa bàn xã Nguyễn Quân đã xảy ra một vụ sạt lở ven sông. Đoạn sạt lở này tại hộ ông Đường Văn Lượng thuộc tuyến sông Đầm Dơi, ấp Tân Thành. Vụ sạt lở dài 10m, ngang 40m, ước thiệt hại khoảng 15 triệu đồng và làm sập hoàn toàn một căn nhà, ước tổng thiệt hại khoảng 35 triệu đồng. Điều đó cho thấy, dù chưa bước vào mùa mưa bão, nhưng tình trạng sạt lở đất ven sông trên địa bàn huyện Đầm Dơi năm nay đã diễn ra sớm hơn nhiều năm. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào cái việc đi kiểm tra các cái công trình trọng yếu, trọng điểm, các cái đê, các cái cống để rà soát, để có cái kế hoạch phòng chống khắc phục
đảm bảo cái tình huống thiên tai có xảy ra thì chúng tôi sẽ chỉ đạo cái mức thiệt hại nó thấp nhất. Đồng thời, huyện Đầm Dơi cũng đã thành lập được 16 đội xung kích cùng với ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp để hỗ trợ người dân trong công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó còn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, cảnh giác với thiên tai, nhất là sạt lở ven sông, chủ động di dời nhà cửa khỏi những nơi nguy cơ cao, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.